Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tài chính ngân hàng trên kênh thị trường kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng trở nên sâu rộng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là yêu cầu cấp bách và ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta. Mới đây, chính phủ đã ban hành nghị định số 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn thay thế cho nghị định số 41 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 này. Nghị định này có những điểm mới nào? Người nông dân và các doanh nghiệp liệu có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận tín dụng hay không? Những vấn đề này sẽ là chủ đề chính của tạp chí ngân hàng của tuần này. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau để hiểu rõ hơn những khó khăn và vướng mắc của các hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp trong quá trình vay vốn. Hợp tác xã Bình Thành, Đồng Tháp với hơn 1.600 hộ nông dân. Theo đại diện của hợp tác xã, đơn vị này đang vay vốn chủ yếu từ Agribank, nhưng việc vay vốn cũng rất khó khăn khi ngân hàng này yêu cầu điều kiện tiên quyết là tài sản đảm bảo bằng quyền sử dụng đất. Để được vay vốn, hợp tác xã phải chạy vạy khắp nơi để thuê được quyền sử dụng đất. Về phía hợp tác xã thì của Bình Thành thì vay thì rất là dễ, nhưng mà đòi hỏi phải có tài sản thế chấp, phải tạm thế chấp, mà đặc biệt là phải quyền sử dụng đất. Cái đó mà hợp tác xã không có thì hợp tác xã phải tạo đủ mọi điều kiện để làm sao có quyền sử dụng đất để rồi đi vay ngân hàng. Mà vay muốn có được như vậy thì hợp tác xã phải đi thuê lại cái giấy quyền sử dụng đất của thành viên và một số của anh em trong cái hội đồng quản trị để rồi đó thế chấp. Thì chỗ Bình Thành thì vay bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà yêu cầu là phải có thế chấp. À, nhưng mà ngoài cái quyền sử dụng đất ra thì phải nói có một cái chuyện là khó. Tài sản của hợp tác xã rất nhiều, tính ra là tiền tỷ, nhưng mà không có một cơ quan nào để rồi xác lập cái quyền tài sản của hợp tác xã. Do đó, đó là một vấn đề khó. Với nhiều hợp tác xã, dù có tài sản đem ra thế chấp cho ngân hàng, nhưng không phải là tài sản nào cũng được chứng thực. Bên cạnh đó, hầu hết đất đai của nông dân lại không nằm ở các vùng trung tâm, nên gần như giá trị được cho vay rất ít, chỉ chiếm 30% giá trị tài sản. Thực sự ra là bây giờ cái ngân hàng là người ta thường là cho vay theo thế chấp hết tất cả. Điều kiện để được vay là thế chấp. Thế mà cái tài sản của những hợp tác xã như chúng tôi mà tài sản về chăn nuôi thì gồm có giá trị đất, chuồng trại, thì nó lại ở vùng sâu vùng xa, không thể ở khu dân cư được, cho nên là có vay trả được bao nhiêu. Cái thứ hai nữa là cái tín chấp theo cái nghị định 41 ấy, thì mức nó thấp quá. Ví dụ như hợp tác xã chúng tôi như thế mà cho vay được tối đa là 500 triệu. 500 triệu thì chỉ có gà lợn chúng tôi chỉ ăn một ngày, hai ngày là hết thôi. Cũng có cái khó, bởi vì cái nhu cầu quyền sử dụng đất ấy, thì mình chỉ vay được một mức độ nào đó, thì so với nhu cầu mà nuôi tôm ấy, thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì đối với theo tôi biết thì với nhân hậu của chúng tôi thì dựa trên cái quyền sử dụng đất thì thường là chỉ cho vay khoảng 30% theo cái giá trị. Khó khăn như vậy nên có những hợp tác xã tự mình huy động vốn từ dân cư thay vì tìm đến ngân hàng. Huy động vốn là bằng cách là tôi mở cái gói thầu ra cho dân ở đấy, những người có tiền. Người ta khắc đầu tư cho chúng tôi vay. Chúng tôi trả cho họ bằng cái tiền tôi vay ngân hàng, lãi suất bằng tiền ngân hàng. Nhưng chúng tôi ưu tiên cho người ta nữa là ví dụ mua cám cho chúng tôi, thì chúng tôi cho hưởng cái hoa hồng của các nhà máy cấp cho hưởng. Đấy, thì như thế là bây giờ nói thật ra là chúng tôi không vay thôi, chứ còn không có nhu cầu để vay. Thế vay thì tất cả người ta đều cho vay hết, đều nhiều người cho vay lắm. Như vậy, những bất cập trong chính sách tiếp cận tín dụng đã khiến cho nhiều hợp tác xã dù rất muốn mở rộng quy mô hoạt động nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, Nghị định 55 đã bổ sung thêm nhiều quy định mở rộng đối tượng vay vốn, và điểm nhấn đáng chú ý chính là nới hạn mức cho vay không có tài sản đảm bảo, tăng gấp 1,5 tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 41. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn những thay đổi này. Mời quý vị cùng theo dõi. Hạn mức cho vay là thay đổi quan trọng nhất trong Nghị định số 55. Với Nghị định 41, hạn mức cho vay không có tài sản thế chấp tối đa là 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã, chủ trang trại. Nhưng tại quy định mới, mức cho vay tín chấp được nâng lên từ 1,5 đến 2 lần. Cụ thể,
Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp có thể được vay từ 50 tới 100 triệu đồng không cần tài sản thế chấp. Vay đầu tư trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm tối đa 200 triệu đồng, 300 triệu đồng với hộ kinh doanh, 1 tỷ đồng với hợp tác xã và chủ trang trại, cao gấp đôi so với quy định cũ. Ngoài ra, Nghị định 55 cũng bổ sung thêm hai nhóm đối tượng được vay vốn không có tài sản đảm bảo, bao gồm các hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được vay tối đa 2 tỷ đồng, các liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ khai thác hải sản xa bờ được vay tối đa 3 tỷ đồng. Và với những cái Nghị định 55 thì chúng tôi tin tưởng rằng là nó sẽ đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu về tăng thúc đẩy các cái doanh nghiệp đầu tư vào trong lĩnh vực nông thôn theo cái xu hướng mới là xu hướng là mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã, với hộ gia đình, với nông dân, cũng như là cái xu hướng là ứng dụng các công nghệ cao vào trong cái sản xuất nông nghiệp để mà chúng ta đạt được cái năng suất, chất lượng hiệu quả hơn và từ đó góp phần là cải thiện đời sống người nông dân cũng như là xây dựng nông thôn mới. Nghị định 55 cũng có thêm quy định riêng về chính sách tín dụng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết và ứng dụng công nghệ cao, mức cho vay không có tài sản bảo đảm lên tới 80% giá trị dự án. Khi mà đầu tư lớn mà tất cả đều là thế chấp hết, thì doanh nghiệp công nghiệp như đó các bạn biết rồi thì chưa có đủ quy mô thì làm sao mà đủ cái tài sản hay tất cả để mọi cái để mà thế chấp, thì đó cũng sẽ là cái ưu đãi. Việc nới rộng hạn mức cho vay đã mở ra cơ hội tháo gỡ nút thắt về tài sản đảm bảo cho khu vực nông nghiệp nông thôn. Nhưng để tiếp cận được vốn vay ưu đãi thì hộ nông dân và doanh nghiệp cần phải chứng minh được tính khả thi trong hoạt động sản xuất. Cái cơ chế tín chấp thì nó thông thoáng, nhưng mà bên cạnh đó thì để mà tiếp cận được nguồn vốn và thực sự là sử dụng có hiệu quả cái nguồn vốn thì bản thân người nông dân rồi các cái tổ chức khi quyết định vay vốn thì cần phải có một cái kế hoạch sản xuất và gắn được với thị trường để là tránh cái rủi ro. Cái thứ hai là phải đẩy mạnh cái việc là cơ giới hóa rồi ứng dụng khoa học công nghệ để giảm giá thành sản xuất. Thì chúng tôi xác định giảm giá thành sản xuất là một cái biện pháp để nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Thì như thế thì nó mới nâng được cái hiệu quả sản xuất và đảm bảo được cái nguồn vốn sử dụng thì có hiệu quả và hoàn được cái vốn vay. Để được cấp tín dụng thì cái người vay người ta sẽ đáp ứng một số cái điều kiện. Ví dụ nếu mà họ vay để sản xuất kinh doanh thì trước tiên thì họ phải có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Thứ hai thì khi mà họ sản xuất kinh doanh thì họ phải có một cái phương án hoặc một cái đề án để mà họ nói với lại cái người cho vay rằng là chúng tôi mua nguyên nhiên vật liệu như thế này, chúng tôi sản xuất như thế này và chúng tôi có thị trường đầu ra như thế này, và họ chứng minh được rằng là cái đề án đó hay cái phương án kinh doanh đó là khả thi hiệu quả. Thì đó là điều kiện thứ hai. Còn điều kiện thứ ba có thể là tới tài sản bảo đảm. Thì như vậy thì phải nói rằng là nếu anh không có tài sản bảo đảm nhưng anh đã có kinh nghiệm và anh đã tạo được dựng được lòng tin với ngân hàng và anh có phương án kinh doanh khả thi hiệu quả thì ngân hàng hoàn toàn có thể cho anh vay không có tài sản bảo đảm hoặc là thiếu tài sản bảo đảm vẫn có thể cho anh vay. Nghị định 55 đã mở cửa vay tín chấp và mở rộng đường hơn cho tín dụng nông nghiệp, nhưng điều quan trọng chính là sự phối hợp đồng bộ hơn giữa các cơ quan trong quá trình triển khai để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả cho quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nông nghiệp nông thôn luôn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trọng tâm của chính phủ. Việc thúc đẩy tín dụng dành cho khu vực này không chỉ là để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh dạn hơn cho đầu tư sản xuất phát triển kinh tế nông nghiệp, mà song song với đó, thúc đẩy tín dụng nông nghiệp cũng là giải pháp đưa dòng vốn ngân hàng đi đúng hướng và giúp các ngân hàng gia tăng cơ hội tìm kiếm lợi nhuận một cách an toàn. Bởi thực tế cho thấy nợ xấu trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn luôn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của hệ thống. Mời quý vị đến với phóng sự sau để có góc nhìn đầy đủ hơn về vấn đề này. Các sản phẩm nông nghiệp là mặt hàng mà nước ta có nhiều lợi thế và tiềm năng, nên với sự ra đời của Nghị định 55, công ty Văn Phát chuyên kinh doanh tiêu thụ các sản phẩm về nông nghiệp như rau củ quả tươi và sấy khô, hy vọng sẽ phát triển được mạng lưới tiêu thụ rộng hơn từ nguồn vốn vay. Thì mình cũng hy vọng là nếu mà khi mà có những cái chính sách mới ra vậy thì coi như nó cũng sẽ đỡ đi một cái gánh nặng cho doanh nghiệp.
hay là hoặc là với cái người nông dân mà hộ sản xuất của nông dân, thì nếu khi mình tiếp cận được cái nguồn vốn của nhà nước đây thì coi như là nhiều khi nó có một cái phần lợi thế cho doanh nghiệp. Nếu mình tiếp xúc được thì mình sẽ làm được nó hoạt động, nó sẽ lớn hơn, nó sẽ phát triển nhiều hơn. Ví dụ giống như trước đây giờ mình không có tiếp cận được, hay là không có những nguồn vốn vay cần phải thế chấp tài sản hay này kia nọ, thì có những doanh nghiệp không có tài sản thì cũng đâu có gì để mà gọi là tiếp cận được nguồn vốn. Năm 2014, ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng 3,3%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 30,8 tỷ USD. Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn chưa thực sự phát triển bền vững do doanh nghiệp chủ yếu có quy mô nhỏ, vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm đến 55%. Vì vậy, việc thúc đẩy tín dụng cho nông nghiệp nông thôn thông qua sự cởi mở của Nghị định 55 sẽ tạo tiền đề cho kinh tế phát triển, bởi Việt Nam là nền kinh tế nông nghiệp. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp người ta rất ngại đầu tư vào nông nghiệp bởi vì ngại nhất vẫn là vốn. Theo thống kê thì hiện nay mới có 1,01% doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thôi. Với cái nghị định 55 này, doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ hơn. Đặc biệt là trong một số ngành thì chúng ta được vay vốn ưu đãi, và một số ngành nữa thì doanh nghiệp có khi là không phải cần tài sản thế chấp. Và chúng tôi thấy với cái điều kiện này thì doanh nghiệp ta đầu tư vào nông nghiệp dễ hơn. Đây là một cái chính sách nó ra đời rất là đúng lúc và rất là thiết thực. Vì hiện nay vấn đề nông nghiệp phát triển nông thôn là vấn đề được chính phủ, xã hội cũng như doanh nghiệp rất là quan tâm. Và cái việc mà huy động vốn đi vào cái lĩnh vực nông nghiệp và kinh doanh trong nông nghiệp cũng đang rất là gay gắt. Thì hiện từ trước đến nay thì cũng rất là khó khăn cho cái khu vực này để có thể thu hút được đầu tư và thu hút được vốn vào đây. Thì tôi cho đây là một cái chính sách ra đời rất là cần thiết và rất là đúng lúc. Ngoài ra, đối với các tổ chức tín dụng thì mở rộng tín dụng nông nghiệp nông thôn không chỉ giúp ngân hàng tăng lợi nhuận mà còn giảm thiểu được rủi ro nợ xấu trong việc cấp tín dụng. Cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là cho vay đối với các hộ nông dân để sản xuất nông nghiệp thì cái rủi ro nó theo đánh giá của tôi đó là rủi ro nếu có đó thì một là cái rủi ro nó cũng nhỏ, cũng thấp. Cái thứ hai đó là cái người nông dân người ta là rất quan tâm đến cái việc mà gọi là trả nợ ngân hàng. Nếu năm nay họ mất mùa, mất giá thì sang năm họ cũng sẽ trả lại cho ngân hàng cho bản đầy đủ. Chứ không có phải như là chúng ta đầu tư vô những cái lĩnh vực khác mà đòi hỏi phải có số vốn lớn, thời hạn cho vay dài và cái tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Có thể nói trong lĩnh vực nông nghiệp mà chúng ta theo đánh giá của chúng tôi đó thì cái rủi ro là tương đối là khá thấp. Hiện nay cái tỷ lệ nợ xấu của nền kinh tế là 3,8%, tôi nói số tròn. Thì ở tỷ lệ nợ xấu của ngành nông nghiệp, tín dụng trong ngành nông nghiệp là dưới 3%. Thì đó là con số mà tôi cho rằng là nó nói lên rất rõ rằng là cái mức độ rủi ro trong cái đầu tư trong nông nghiệp thấp hơn mức độ rủi ro chung trong cái tín dụng toàn nền kinh tế. Lĩnh vực nông nghiệp hiện đang đóng góp khoảng 20% GDP cho nền kinh tế và 23-35% giá trị xuất khẩu. Nghị định 55 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích để nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gia tăng sức cạnh tranh nhằm góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, với những gì đang diễn ra trong ngành nông nghiệp, nhu cầu liên kết ngày càng trở nên đa dạng hơn. Không chỉ nông dân cần liên kết mà ngay cả các doanh nghiệp, các tác nhân ở trong chuỗi sản xuất hàng hóa nông nghiệp cũng cần có nhu cầu này. Bởi đây là kim chỉ nam giúp cả doanh nghiệp và nông dân có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng với nhiều chính sách ưu đãi mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào tài sản đảm bảo. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị theo dõi. Xuất phát từ sự manh mún nhỏ lẻ trong hoạt động của người nông dân khiến cho nền nông nghiệp Việt Nam luôn trong tình trạng thiếu ổn định, bền vững mà Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các bộ ngành liên quan triển khai xây dựng chương trình thí điểm cho vay đối với các mô hình liên kết này. Đây là phương án mà theo Ngân hàng Nhà nước sẽ có lợi cho cả hộ nông dân, doanh nghiệp và ngân hàng, từ đó tạo điều kiện thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam phát triển hơn. Thế thì sản xuất hàng hóa mà lại lấy hộ nông dân thì làm sao sản xuất hàng hóa được? Đúng là vì nó sẽ rất manh mún. Nó manh mún về đất đai. Mỗi ông có vài sào, ông nào giỏi lắm 1-2 hectare. À. Hai nữa là nó manh mún về công nghệ. Bây giờ người nông dân làm sao mà áp dụng công nghệ được? Công nghệ là phải áp dụng đại trà. Và từ đó lại cũng không áp dụng được máy móc thiết bị. Thế nhưng mà những cái vùng hoặc là những cái loại ngành nhất định có điều kiện để sản xuất hàng hóa lớn. Đấy, thì chúng ta phải có các cơ chế cho nó phù hợp. Theo đại diện của doanh nghiệp, lợi ích lớn nhất mà họ nhận được khi thực hiện vay theo mô hình liên kết là được tiếp cận tín dụng ưu đãi mà không cần tài sản đảm bảo. Nếu nông dân và doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết có cơ sở pháp lý và ngân hàng kiểm soát được dòng tiền tham gia vào quá trình liên kết.
Mà nếu như nông dân mà làm được như chúng tôi làm được, thực hiện được cái chủ trương này đó, mà được Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho chúng tôi vay vậy thì chúng tôi sẽ đầu tư lại cho nông dân để mà có cái vật tư để phân bón và các loại vật tư khác để mà phục vụ cho sản xuất cây rau màu. Vậy thì đối với công ty thì là vay vốn lần này thì mang tính chất là tín chấp, sau đó hình thành từ cái khi vay vốn cho nhà máy á, thì mang tính chất tín chấp, rồi sau đó hình thành được tài sản rồi thì sẽ mới đầu mới thế chấp lại cho ngân hàng. Cái thứ hai á, thì có cái mới đặc biệt mà cái ngân hàng nông nghiệp đối có cái mới với nông dân á, tức là căn cứ vào hợp đồng của nông dân đã ký hợp đồng với công ty thì như vậy nông ký hợp đồng để trồng những cái rau màu mà thì ngân hàng nông nghiệp căn cứ vào hợp đồng đó thì ngân hàng nông nghiệp sẽ cho vay rồi thì nông dân bán cái sản phẩm đó lại cho công ty cổ phần rau quả thực phẩm An Giang thì chúng tôi thanh toán tiền đó thì nông dân sẽ thanh toán lại cho ngân hàng nông nghiệp. Thế cho nên là cái mới tức là không phải thế chấp gì hết mà chúng tôi bằng tính chấp như vậy. Bên cạnh đó, đối với các ngân hàng, việc cho vay theo chuỗi khép kín sẽ giúp đáp ứng được vốn cho hầu hết các đối tượng, đảm bảo được an toàn trong hoạt động giải ngân khi thực hiện tín chấp với doanh nghiệp. Một mặt là coi như là của ngân hàng nông nghiệp thì chúng tôi được là coi như là mấy cái việc. Một là mở rộng đầu tư được. Bởi vì hiện nay là hộ nông dân vay trực tiếp thì khả năng mình đáp ứng không đủ. Mà thông qua doanh nghiệp để mà cung ứng vật tư cho nông dân thì nó sẽ được, một là coi như nó không trùng lắp trong quá trình đầu tư và đồng thời kiểm soát được, tức là trong quá trình tức là thực hiện tức là cái dòng vốn tín dụng. Cái thứ ba nữa là cái kiểm soát được cái hiệu quả và cái chất lượng sản phẩm, cũng biết được cái phần đó để mà doanh nghiệp tức là xuất khẩu đạt tiêu chuẩn. Cái thứ tư nữa là khi mà doanh nghiệp tức là xuất khẩu xong thì dòng vốn quay về ngân hàng sẽ thu hồi nợ, thì nó có một dòng khép kín tương đối, là chúng tôi cho rằng coi như đến thời điểm này là tương đối tức là nó phù hợp với điều kiện hiện nay. Còn việc mà triển khai mô hình này á, đó là cái nhu cầu cấp thiết mà phù hợp chứ cái tình hình thực tế trong cái xu thế hiện nay là phải làm. Như vậy, cho vay hỗ trợ của ngành ngân hàng trong mô hình liên kết nếu thực hiện thành công và rộng rãi sẽ mang lại hai lợi ích lớn. Thứ nhất là giảm chi phí đầu vào cho sản phẩm sản xuất liên kết thông qua việc cho vay lãi suất thấp hơn thị trường. Việc cho vay cũng tháo gỡ vướng mắc về tài sản đảm bảo theo hướng cho vay tín chấp nếu nông dân và doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết có cơ sở pháp lý và ngân hàng kiểm soát được dòng tiền tham gia vào quá trình liên kết. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí ngân hàng trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VITV. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.